Chào các anh chị nhá. Ngày hôm nay thì anh Han đi đường về đây. Trong cái vỏ của cây chuối, cây này cây chuối rừng đúng không anh? Có những cái cây giả hạc mà anh ấy mới bóc từ khu trạm OP dưới chỗ hầm thủy điện Gia Ly về đây các anh chị ạ. Đây. Những cây giả hạc rất là đẹp này. Đây thì một chỗ đá ở đây nè. Bọc đá anh. Đây, một chỗ đá. À, thân đẹp chưa? Vàng óng không? Mộc đá à? À, mộc đá đây, có những cái lớp rêu ở trên đá đây. Đẹp nhỉ, thân già nó vàng. Rêu này. À vâng. Dạ, có lẽ là những cái cây này nó có những cái bộ rêu nó trên đá cho nên là nó dưỡng ẩm rất tốt. Và vì thế thì những cây giả hạc này nó phát triển cũng rất là tốt luôn. Đấy, cây này là cây mục à? Đẹp phết nhỉ? Đó. May phát hiện sớm ấy, nếu mà để một thời gian nữa thì chắc cây này cũng không còn nhỉ? Cây này cũng cây mục luôn này. À, chục đá. Đây, để em coi. Đó. Có tư liệu luôn, trực tiếp trên rừng luôn. Quay lại cảnh đang bóc ở trên cục đá. Con đem À. đào về trồng. Cái khu vực đá này là dưới cái lòng sông Sê San đấy, chỗ hầm thủy điện đấy. Đấy. Đây còn mầm nữa. Đây mấy mầm này mọc trên đá luôn à anh? À đã nhỉ. Đấy. Thân vàng óng luôn. Rêu mọc đẹp nhỉ. Rêu này về trồng lan tốt lắm đấy. Có một cây em để ý ở trên có một cái bụi luân cỏ đúng không? Ở dưới này còn một thân rất là đẹp luôn này. Nguyên bản. Lá xếp đều đẹp. Những cây giả hạc rừng chất lượng 100% chưa hoa. Đảm bảo để sổ để chơi rất là lý tưởng luôn. Và không những vậy thì được gói ghém rất là cẩn thận để mang về, cho nên là cây về rất là nguyên vẹn và đẹp. Cây là bản đá rất to luôn, nhìn cực kỳ đẹp luôn. Thân già cũng vàng, khu này thân già nó vàng nó sáng, khả năng tỷ lệ hoa đẹp cao đấy. Một cái mầm này làm đâu anh nhỉ? Đây thì mình À, mầm cây mục. Rồi rồi. Ngay bên kia là cái đang làm trong thủy điện ấy. Ở trên cành này có một cái ngọn giả hạc này các anh chị này. Mọc trên một cái cành cây mục. Cái này vài tháng nữa, mưa nhiều là nó cũng rụng xuống đất thôi. Và nếu không phát hiện sớm thì nó cũng sẽ bị thối giữa ở dưới đất. Đây, mầm nữa đấy, rất là nhiều luôn. Cây nào cũng có hình ảnh hết. Đây là mấy cái cây mục đây, cái mấy cái nhánh mục ở đây. Đấy. Mọc trên cành mục. À. Rất là nhiều những cây đẹp luôn, vừa mới xuống núi các anh chị ạ. Này. Kiến rừng Gia Ly đây, một vùng giả hạc rất là nổi tiếng của Gia Lai. Nhìn con này đã Mình ghê đấy. kia có kiềm kiềm vàng ấy. Có hả? Có, mình có một cái đây này. À, chỗ nào? Anh lấy chỗ nào? Phát hiện khu vực nào? Đâu mà Mình em không biết coi đấy. chỗ nào đâu có nhớ đâu lúc không biết để ý ấy. À, đây hả? Đang nhà anh luôn hả? Đang nhà. À. Nguyên bụi đây này. Nguyên bụi đây hả? Lúc cô chưa biết thì vứt bỏ chỗ ấy thì cô ra bằng đẹp thì bỏ lại chỗ. À. Mình làm hay thì chắc chết hết luôn như Hoa đẹp thế. đẹp thơm đủ thơm hơn kiềm bình thường á À. thơm lắm á Cái chậu này anh bán không? thì ban thì mình tách ra hai tép thì À.
toàn tép nhỏ không ạ? Tép nhỏ à? Được nhiều tép không anh? Một chậu thì hai tép. Mới thân dè thì chết hết rồi. À, nếu bán cho em bán giá sao? Nếu mua thì mình cho đôi hết cho mình thì thật được. Ồ, nhất trí luôn. Một tép. Một tép à? Hai tép đi anh. À, nhưng mà không phải một tép đâu, thì mình cho một chậu thì hai tép ba tép ấy. Hai tép ba tép nha, một chậu nha. Vậy cái đấy thì chiều nay em chạy vào, em mang theo một chậu Phú Thọ vào nha. Đấy, ok anh, để chiều anh em mình giao lưu. Mình tìm một tép nhỏ xíu thì mình chia sẻ cho anh bảo rồi. À, vậy anh em mình chốt giao lưu nhá, chiều em vào làng nhá. Rừng mình có những cây hoa đẹp thì mình sưu tầm. À. Rồi cho anh cái đây luôn, to đây luôn. À, nhất trí nhá. Rồi. Thì con nhỏ kia thì mình trồng lại. Rồi vậy chiều nay em sẽ mang một chậu năm kỳ trắng Phú Thọ để giao lưu với anh Han. Một chậu kiếm lô hội rừng Gia Ly. Kiếm lô hội va rừng Gia Ly rất là đẹp. Lúc à, đẹp chưa? Đây, lúc chưa tách đây nè. À. Rồi bây giờ thì lại cuốn gói vào trong cái bẹ chuối rừng này và em sẽ bỏ vào trong cốp. Hai anh em đi uống nước, xong chiều em sẽ chạy về trong làng để giao lưu với anh Han một cái kỳ Phú Thọ với vài tép kiếm lô hội đột biến rừng Gia Ly. Đằng sau xe này có một cây bằng lăng nữa, gốc rất đẹp luôn. Thế này gọi là thế mà trồng ở trong chậu là thế bạt phong hồi đầu ấy. Tạo dáng cực kỳ đẹp luôn á. Rất là cẩn thận luôn. Đợt này đi rừng bên Moray chắc chả đi được. Bữa nay họ làm cắt quá, dịch các thứ. Trên đèo cũng chặn, ở chỗ cầu cũng chặn. Rồi, và các em đã yên vị ở nhà sau khi mà em đã cởi trói ra khỏi chiếc cái bẹ chuối rừng này các anh chị ạ. Và các anh chị mà sưu tầm thì có thể kết bạn hoặc là liên hệ nhắn tin qua cho em qua số điện thoại Zalo. Nick Zalo ấy ở bên dưới góc trái màn hình ấy, đó là số điện thoại là 0968789735 nhá. Bây giờ thì việc quan trọng nhất là em sẽ chuẩn bị để chạy vào trong làng giao lưu với anh Han mấy tép kiếm đột biến, kiếm lô hội đột biến rừng Gia Ly, hoa rất đẹp và hoa rất là thơm. Bây giờ thì em cũng khép lại video này. Xin hẹn gặp lại các anh chị trong những video mới tiếp theo các anh chị nhé.